Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bếp Yêu Thương. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành bởi nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maizan. Thưa quý vị, hôm nay thì hành trình Bếp Yêu Thương đang dừng chân tại vùng đất Quảng Ngãi, nơi mà người ta hay nói đến với những địa danh như là núi Ấn, sông Trà, với thủy điện Thạch Nham, rồi nhà máy lọc dầu Dung Quất, vân vân. Khách mời đặc biệt tham gia chương trình ngày hôm nay là một anh chàng diễn viên rất là điển trai. Anh đã để lại rất là nhiều tình cảm với quý vị khán giả ở vai Mười Trí trong bộ phim Dưới Cờ Đại Nghĩa. Xin được giới thiệu với quý vị, đó chính là diễn viên Trung Dũng. Trung Dũng xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Chào Thảo. Thảo nè, sáng sớm em đã dẫn ra sông Trà này á, không biết là có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà đặc biệt là hôm nay á, mình đi vào cái mùa hè nên nước sông nó cạn rồi. Dạ. Nên như cái bồi đồi cát nó hiện lên, nhưng mà trước đây thì anh đi ngang đây thì nước sông cuồn cuộn rất là ghê. Đúng không nào? Anh, đây là cái đặc trưng của sông Trà đó. Nhưng mà hôm nay mình có mặt ở sông Trà này ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ em bắt anh phải bơi lội buổi sáng hả? Hay là bắt tắm sông? Bắt cá. À, cá bóng này nổi tiếng lắm á. Không, em đùa thôi. Thật ra thì khi mà nhắc đến núi Ấn, sông Trà là những cái địa danh mà đã làm nên rất là nhiều câu chuyện về vùng đất và con người Quảng Ngãi. Đây cũng chính là niềm tự hào của những người con xứ Quảng. Sở dĩ mà Thanh Thảo nhắc đến điều này bởi vì cái góc bếp từ thiện hôm nay chúng ta ghé thăm tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nó có một cái đặc trưng như thế này. Thành lập thì đã được 6 năm rồi, có nghĩa là một khoảng thời gian cũng dài. Cũng dài. Nhưng mà cái ngân quỹ thì lại rất là hạn hẹp, phải chắc chiêu từng ngày. Vẫn còn phụ thuộc vào cái quỹ vì người nghèo do tỉnh hỗ trợ. Cho nên là bà con mà nhận được suất cơm từ thiện ở đây đa phần là những người bệnh nhân, rồi người thân có cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mà đa phần là những người dân tộc thiểu số, rồi một số ít người Kinh nữa. Vậy là gấu bếp của chúng ta hôm nay mang một cái ý nghĩa là gấu bếp dành cho những người dân tộc thiểu số. Chính xác. Thật là ý nghĩa đó, nhưng mà cái nhiệm vụ của anh phải làm gì? Anh bắt năm không cá anh biết, ở anh đây. Biết không anh là đầu bếp, anh biết nấu ăn giỏi. Ok. Thế thì bây giờ là em sẽ có một cái thử thách cho anh, nhưng mà trước khi nấu ăn thì mình phải đi chợ. Có thêm một câu chuyện nữa đi là đi chợ đi tiền. Yên tâm, chợ này không có cần tiền. Bà con tiểu thương ở đây thì rất là nhiều tình cảm, thường ủng hộ cho bếp lắm. Nên là nhiệm vụ của anh là anh phải vào chợ vận động làm sao để có được rau, củ, thịt, cá. Đặc biệt là phải nấu đủ 100 phần ăn để tặng bệnh nhân này. Có nghĩa là vui nói xin người ta đó hả? Đừng nói xin, đó là vận động bà con. Thôi, trời đất ơi, sao được, khó lắm. Thêm một thông tin nữa mà anh sẽ cảm thấy khó khăn hơn, đó là sau cái đợt mà cháy chợ Quảng Ngãi vừa rồi á, thì bà con tiểu thương của mình tập trung buôn bán tại một cái chợ tạm thôi, với cái quy mô nhỏ lẻ hơn. Nhưng mà trong cái khó khăn ấy thì liệu chúng ta có nhận được cái sự thôi càng khó không? Hơn nữa, em có biết là bà con người ta đang khó khăn, cái tinh thần của người ta không được tốt, vô đó xin lỡ lạng quạng người ta. Bởi vậy cho nên là mới nhờ vào cái tài của anh. Nhưng mà em hy vọng là với cái sự thân thiện cởi mở cũng như là với tấm lòng của anh khi đến với bếp ngày hôm nay, chắc chắn bà con sẽ ủng hộ. Cố lên, thôi bây giờ mình cùng đi chợ nha. Các bạn tình nguyện viên cũng sẽ ủng hộ anh nè. Hy vọng là các bạn này mặc áo màu vàng. Đi, mình đi chợ. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương. Hãy chung tay cho những manh đời. Từ con tim sẽ chia ân cần đó, luôn âm thầm bên nhau. Cùng vươn cao thắp lên niềm tin. Hôm nay khi mà tham gia cái chương trình này, đây là một cái trải nghiệm. Một cái trải nghiệm mà có lẽ là khi mà Dũng còn nhỏ và tới lớn ngày hôm nay thì mình chưa bao giờ mình phải ngửa tay hoặc là mình mở miệng cô ơi cho con xin cái miếng đó, hay là xin cho con xin tiền, và thậm chí là xin tiền cha mẹ mình cũng thấy rất là ngại. Nhưng mà hôm nay thì khi mà tham gia chương trình và biết được cái thử thách của mình là mình phải đi vô chợ để mà mình xin từng cái cục thịt, từng cái miếng cơm, rồi từng miếng gạo, rồi trứng, rồi cá, rồi rau, thì cái điều mà Dũng không nghĩ được là mình sẽ xin được. Và với một cái tỉnh mà người ta cũng tương đối là khá vất vả gì trong cái việc mà người ta mưu sinh, và cái chợ thì người ta cũng mới trái cách đây không lâu, thì mọi người đang rất là khó khăn. Thì tự nhiên vô chợ thì mọi người biết mình, xong cái hai anh em xong vào trong chợ thì mọi người biết ra mình. Thế là coi như là xin rất là dễ dàng. Mà nói chung là một lát rồi xong rồi tự nhiên mình phải tách Thảo luôn, mà tự mình hành nghề một mình luôn, coi như là mình xin hết tất cả mọi người. Và sau khi tất cả mọi chuyện rồi thì Dũng mới thấy là thật sự khi mà mình làm được cái công việc này thì nó đứng vào cái hoàn cảnh này và thâm nhập được thực tế, thì chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị khi chúng ta đi làm, chúng ta xắt từng cái cọng rau cọng thịt và chúng ta tự đi mở miệng để xin những người khác, để người khác cho mình, và mình về mình chia sẻ lại người khác, thì cái đó không phải còn gọi là yêu thương cái bếp nữa, mà mình cảm thấy là nó giống như một cái điều gì đó
nó rất là hạnh phúc. Mà hạnh phúc ở đây không phải là mình được nhận được cái số tiền lớn, mình được chiếc xe hay là một cái công việc tốt, nhưng mà đó là chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là một cái ngày làm việc của mình hôm nay thì nó mới là xứng đáng. Và Dũng nghĩ là ba mẹ mình nếu mà biết mình làm như vậy thì ông bà cũng rất là hạnh diện. Em chào chị ạ. Chào em. Dạ. Chắc chào. Là chị Thư là biết anh Trung Dũng quá rồi đúng không ạ? À, vừa dẫn chương trình vừa diễn viên nữa. Anh Dũng ơi, đây là chị Anh Thư là dạ. Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Ngãi và chị cũng là người trực tiếp quản lý bếp ăn của mình ở đây đó anh. Dạ. Mà không biết là chị Thư tham gia quản lý bếp bao lâu rồi ạ? À? Hay là từ những ngày đầu luôn chị? À, chị tham gia quản lý bếp là đã 6 năm nay rồi, bắt đầu thành lập từ tháng 10 năm 2008 đến nay là 6 năm. Yeah. À, chị được biết là sáng nay hai em đi xuống chợ Quảng Ngãi và vận động bà con tiểu thương để góp một số lương thực thực phẩm, và bữa nay trưa nay giúp cho bệnh nhân nghèo ở đây bữa cơm trưa hôm nay. Các em đi có mệt lắm không? Dạ không hề mệt luôn. Không mệt, không mệt, chỉ đổ mồ hôi ướt áo thôi, không hề mệt. Rất là vui. Nói chung là khi mà em gặp Thảo và em nhận lời tham gia chương trình này thì em mới biết là cái thử thách của mình nó khó khăn như vậy. Nhưng mà nói chung là mọi chuyện cũng đều qua tốt đẹp chị à, nhờ cái tấm lòng của mọi người vậy. Nói chung là nó qua hết và rất là nhẹ nhàng và em rất là thích. Chị Thư biết không, em thương nhất là bà con tiểu thương của mình ở đây á, mặc dù là cái hoàn cảnh mà khi mà dời về cái chợ tạm thì buôn bán nó nhỏ lẻ hơn, cái gì cũng phải gói gọn lại một chút, nhưng mà mỗi người á một chút thịt là 100g 200g, rồi xong có người thì cho một miếng xương để nấu canh, cho nên dồn lại là tụi em xin được cả mười mấy ký thịt, có nghĩa là tấm lòng của rất là nhiều người dành cho bệnh nhân của mình ở đây, nên là thấy rất là xúc động chị. Chị cảm ơn em rất là nhiều, bởi vì ở đây phải nói là chị đã tổ chức 6 năm nhưng mà chưa lần nào chị tổ chức mà đi xin như vậy, phải nói là nó cũng khó, và bữa nay hai em thực hiện như vậy phải nói rất là tốt, và chắc có lẽ sau này chị cũng vận động cái đội tình nguyện viên của chị cũng tiếp tục làm cái công việc như mấy em để duy trì hoạt động của bếp ăn tình thương. Thật ra thì em cũng được biết cái tỉnh mình cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn đúng không chị hả? Nếu mà tính ra thì ở đây có 5 huyện miền núi, rồi chỉ có một cái huyện Lý Sơn, rồi tất cả những cái huyện khác đều là nông nghiệp hết, đời sống rất là khó khăn nữa, và đa số là những người dân tộc thiểu số nữa. Nên mà em được biết cái khẩu phần ăn của mình là như là 7.500 hả Thảo hả? Đúng rồi. Thật với các em thì như em đã biết cái tỉnh của chị đó là một tỉnh nghèo, có duyên hải miền Trung, và bệnh nhân nghèo của chị rất là nhiều. Đúng lý ra chị phải cho ai nhiều hơn nữa, và có số bệnh nhân nghèo hiện giờ chị chỉ cho ai một ngày trung bình từ 50 đến 70, nhưng mà có ngày lên tới 150 thì cái kinh phí của cái quỹ chị không đủ chi. Và cái suất ăn đó lại là như em nói là phải tăng lên 10.000 hoặc 15.000 thì cái khẩu phần ăn nó phải cải thiện hơn, thì cái dinh dưỡng người bệnh cũng được cải thiện và họ sẽ tăng cường về cái sức khỏe và mau lành bệnh hơn. Nhưng hiện giờ thì chị không có thực lực của bếp ăn là chưa có không nổi, bệnh nhân nghèo rất là nhiều thì chị phải là hiệp là hơn là phải sát những người nào thật sự là khó khăn. Ví dụ như là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng xa, những người già cô đơn lang thang cơ nhỡ, hoặc là những bệnh người bị dị tật, những lần sang giác độc da cam thì phải được ăn, còn những đối tượng khác thì phải đành phải chịu. Cũng khó quá, nhiều khi mình thấy là người ta cũng nghèo đó nhưng mà không thuộc vào những cái diện đó thì lại không được nhận cái nói chung cơm. Là tuổi thân lắm á, tuổi thân nói chung phòng không được ăn thì tuổi thân lắm, không phải là mấy cái gì to tát lắm nhưng mà cái đó là một cái sự ủng hộ người ta nói chuyện, nhưng mà không được thì cũng tội nghiệp thôi. Anh Dũng thấy á, có những cái nơi á là mình đi đến mình thấy cái cơ sở vật chất của bếp rất là thô sơ, có khi là nấu củi nấu than rồi lò nồi tất cả mọi thứ đều phải do người dân ủng hộ, nhưng ở đây thì nhìn vào thì thấy bếp ăn từ thiện của mình rất là khang trang. Nhìn như thế này thì hẳn là không nói ra không ai hiểu được cái khó khăn của mình đúng không chị? Đúng rồi. Bệnh viện á, là rất là ưu ái cho bếp và cũng tạo mọi điều kiện để bếp có thể phát triển giúp đỡ cho bệnh nhân khó khăn, nên là xây một cái bếp luôn. Nó nằm trong như thế này, nhưng mà về những cái nhân sự mà phục vụ á chị, chẳng hạn như là nấu nướng rồi đi chợ rồi phát cơm rồi nói chung là tất cả những cái hoạt động ở bếp thì do ai là người làm? Cũng qua đó cho hai em hiểu thế này thì phải nói là trong 6 năm qua mà bếp ăn tình thương của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi duy trì hoạt động được là cũng phải là nhờ cái sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và cũng như của bệnh viện Đa khoa tỉnh, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về địa điểm cũng như về nhân lực để mà giúp cho bếp ăn tình thương, và tất cả những người đã làm thì hưởng lương của bệnh viện trả cho bếp ăn tình thương cũng không có trả. Nhờ vậy mới có cái kinh phí, nhờ như vậy nên mới có cái nguồn quỹ và kinh phí để mà giúp cho cái bếp ăn hoạt động trong 6 năm nay. Những 10 bệnh nhân của chúng ta tới đây á,
vừa có cái chế độ bảo hiểm y tế nè, nhưng mà về cái tiền ăn mỗi ngày thì rất là khó. Rồi khi họ nhận được cái suất cơm từ phía bếp ăn của mình thì chị nghĩ là cái ý nghĩa của suất ăn này đã mang đến cái điều gì cho bệnh nhân? Phải nói là khi mà Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức được cái bếp ăn này cho người nghèo, phải nói là vô cùng ý nghĩa. Bởi vì như các em biết, đối với những người đồng bào dân tộc ở vùng xa, cuộc sống thường ngày của họ đã khó khăn vất vả rồi, nhưng khi nằm viện thì còn là khó khăn vất vả hơn. Đã chịu cái tiền thuốc, tiền đi lại đã khó rồi, nhưng mà chịu cái tiền ăn còn khó. Do đó một bữa ăn như vậy nó vô cùng ý nghĩa, và nó còn nói lên cái sự quan tâm của toàn xã hội đối với người nghèo, và nó còn kết nối những tấm lòng nhân đạo và nhân ái của những người trong cộng đồng để mà giúp cho người nghèo nhiều hơn nữa. Nhưng mà hôm nay là ngoài cái việc đi chợ, em với anh Dũng còn phải nấu 100 suất cơm. Cho nên bây giờ chắc xin phép chị cho tụi em vào bếp để chuẩn bị. Hôm nay có được cơ hội để mà trổ tài làm bếp. Tại vì em cũng là đầu bếp mà hôm nay được nấu ăn. Hy vọng là mọi người ăn ngon. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Hay em rất là nhiều, bởi vì chị cũng đã thấy hai em trên cái chương trình TV. Cho nên bây giờ là cũng đã trưa rồi, mời hai em cùng vào bếp để mà chế biến thức ăn để gia đình ăn ngày hôm nay có bữa cơm ngon. Thôi mình cùng đi. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan tràn tình thương. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương, chiều con tim tỏa lan trong tình ơi. Trong mỗi một chương trình Bếp Yêu Thương thì chúng ta sẽ có một nhân vật thụ hưởng đặc biệt, và đây cũng là nhân vật mà thường xuyên dùng những cái bữa cơm ngay tại bếp ăn từ thiện của bệnh viện. Thì hôm nay nhân vật của chúng ta là anh Nghĩa. Anh Nghĩa thì bây giờ là không biết là bao nhiêu chứng bệnh trong người mà nói, rồi có thêm hai người con nữa. Đây là chị Mai. Chị Mai là vợ anh Nghĩa. Em chào anh chị. Anh sức khỏe anh hôm nay như thế nào? Yếu hơn. Có lẽ là chị sẽ trả lời thế anh ha. Dạ, em thấy anh cũng khó nói. Chị Mai, anh Nghĩa bị bao nhiêu bệnh trong người chị? Bởi vì ảnh là tới 3-4 bệnh lận. 3-4 bệnh hả chị? Tim với là phổi với viêm đại tràng. Cô đủ hết, coi như có hồi mệt, có hồi không, mà coi như có hồi nó lên mệt là coi như cấp cứu không nổi. Cái bệnh này kéo dài lâu chưa chị? Kéo dài coi như là 8 năm rồi. 8 năm nay? Coi như hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Khi mà anh ngã bệnh xuống là chị lo con em hạ. Từ cấp 3 mà cố gắng không nổi, coi như sao con nó thấy ba nó bệnh là nó nghỉ. Nó đi học nghề được hơi thoáng, có đi học nghề đi học nghề được hơi thoáng. Có đúng nghĩa vụ, có lên đường nghĩa vụ tới 3-4 năm là chị. Nhưng mà sau khi mà con đi học nghề rồi á thì sao mình không giữ con lại để con đi không nghề? Bây giờ phường là coi như chị phấn đấu với cho con chị là cái nghĩa vụ, coi như phường họ đưa giá thì chị cho con chị lên đường bởi vì nghĩa vụ của nó, tuổi thanh niên của nó. Nhưng mà cái gia đình của mình nhưng mà gia đình mình đang khó khăn mà chị, anh thì bị bệnh chị thì cũng đâu có đủ sức để mà cán đáng vậy. Cái bữa đó là chị cũng đón, hồi đó là cái một thằng nó nghĩa vụ còn thằng nó còn hạ rồi, đúng rồi cái rồi thằng anh nó vừa bị thằng em lên đường, bây giờ hiện ở con đỡ luôn ở đời nè. Nhưng mà bây giờ thì cái thu nhập chính của nhà mình là như thế nào, rồi công việc của chị làm sao? Không, chị bây giờ năm nay là coi như chị bê bối không nổi. Coi như hồi trước kia chị còn nổi, chứ bây giờ chị quá khổ là xô. Trước kia chị còn lùm phụ hồ mà chị nuôi. Bây giờ là coi như chị quá nạn, là chị ghê cuộc sống qua địa điểm mà bị có u có ta lai, với lại chứng mét thì không thay được. Anh Nghĩa, em muốn hỏi anh là thật ra thì như tất cả những người cha mẹ khác thì người ta vẫn muốn con cái mình ở nhà để mà làm, để kiếm tiền, để mà nuôi ba bị bệnh. Nhưng mà tại sao khi con anh đi thì anh cũng lại đồng ý, anh hình như là có vẻ khuyến khích. Lúc mình còn còn khỏe, cha chưa có đỡ giống như mà yêu bọn ông bao nhiêu. Có thể mình suy nghĩ gì cho con đi làm việc nước mà
Dạ. Bây giờ mình không cho đi không được. Dạ. Thực ra thì đi bộ đội thì sau này các cháu, các con anh nó sẽ có tương lai, nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong môi trường quân đội nó sẽ huấn luyện cho người thanh niên nó có một cái ý chí, một cái ý thức nó rất là tốt. Yeah. Những người thực hiện chương trình khi mà nghe kể về câu chuyện của gia đình mình thì cũng rất là cảm phục anh chị. Khi mà trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn, mình vẫn quyết định là để cho hai con nhập ngũ để làm nhiệm vụ với đất nước. Đó là một cái tấm gương có thể là nhiều gia đình khác sẽ noi theo, và thậm chí là cả những cô cậu thanh niên ở cái độ tuổi đó mà không nhập ngũ thì khi mà nhìn thấy cái câu chuyện này hẳn là cũng phải tự suy nghĩ lại chính bản thân mình. Bên cạnh đó thì khi bếp đến đây chia sẻ hoàn cảnh với nhà mình thì bếp cũng có một cái phần hỗ trợ, đó là 15 triệu đồng. Thì em hy vọng cái số tiền này trước mắt sẽ giúp cho anh chị có thể có được một cái khoảng thời gian là mình không phải lo về cái chuyện chị phải đi làm chạy vại từng bữa, rồi anh cũng sẽ có thêm tiền để tẩm bổ, có thuốc có men được một thời gian ngắn chờ các con về. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì hành trình Bếp Yêu Thương xin dành một phần hỗ trợ cho gia đình của chị Mai và anh Nghĩa, đó là 15 triệu đồng tiền mặt. Xin mời bạn Ngân Giang đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison sẽ trao phần quà này. Mẹ Bếp Yêu Thương, chị cho em gửi ạ. Dạ, hy vọng cái sự hỗ trợ này của bọn em sẽ giúp trong cái thời gian điều trị của anh Nghĩa nha chị. Và thưa quý vị khán giả, để chia sẻ bớt với những khó khăn của bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thì chương trình Bếp Yêu Thương cũng xin dành một phần hỗ trợ, đó là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Maison cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng. Xin mời Ngân Giang sẽ trao phần quà đó lại cho chị Anh Thư, đại diện của bếp. Em xin gửi tặng lại bếp, hy vọng là sau này khi bọn em có dịp quay trở lại thì bếp mình không chỉ phục vụ cho những bệnh nhân người dân tộc mà còn có thể phục vụ giúp đỡ cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, chị xin thay mặt cho Hội đồng Quản lý Quỹ Bếp Ăn Tình Thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và xin cảm ơn chương trình Bếp Ăn Yêu Thương rất là nhiều. Và cũng qua chương trình này là tôi xin kêu gọi tất cả các những nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cho Bếp Ăn Tình Thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để duy trì phục vụ cho bệnh nhân nghèo, trong đó đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và những người già yếu neo đơn tàn tật, những nạn nhân chất độc da cam. Hôm nay thì anh Trung Dũng rất là nhiều cảm xúc khi mà cùng đồng hành với Bếp Yêu Thương một ngày, thì không biết bây giờ anh có muốn chia sẻ thêm điều gì không ạ? Hôm nay thì Dũng tham gia chương trình này với cái mong muốn là cũng như là mình góp sức một cái chút xíu gì đó. Và sáng giờ thì Dũng cũng thấy mình cảm thấy là mình rất là hạnh phúc khi mình làm được một cái gì đó nó nhỏ nhỏ thôi, một tí xíu thôi góp sức để mà làm cho mọi người có một bữa ăn cho nó ngon miệng hơn. Và Dũng cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ, chỉ là 2 triệu đồng thôi, cái số tiền rất là nhỏ gửi cho chị Mai. Hy vọng là hôm nay chị sẽ có một chút xíu niềm vui nhỏ nhỏ trong ngày. Em gửi chị, cảm ơn. Xin được cảm ơn tấm lòng của anh Trung Dũng đã dành cho chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay, dành cho một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chương trình đã giới thiệu đến quý vị khán giả. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bếp Yêu Thương đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison đã luôn đồng hành cùng chương trình. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Hôm nay thì em cũng rất là vui vì cũng đại diện cho bệnh viện là 4 thanh niên được đi với đoàn. Chương trình Bếp Yêu Thương thì nó quá là tuyệt vời, đi bây giờ em mới được thấy, được chứng kiến và được đi cùng với đoàn nữa. Mọi người đều rất là vui mà rất là nhiệt tình trong công việc nữa. Nó có lòng nhân đạo trong nó nữa. Tình thương giữa người với người nó thấy rõ về qua cái việc này. Cái chương trình như thế mà về bệnh viện em mà giúp đỡ cho những cái bệnh nhân á thì cái đó là không còn gì bàn nữa. Bếp yêu thương đang cần những tâm lòng, chiều con tim tỏa lan trong tình thương, chiều con tim tỏa lan trong tình thương.